Chào mừng các bạn đến với kênh Tôi là người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là hai bộ mè con các bạn. Đó. Bộ đầu tiên các bạn, bộ mè con được xin. Đó, bò mẹ nè, rúng sải tích nghiêm chỉnh các bạn. Mẹ cao 1m26 bò, vẫn được xin cao 1m08 bò các bạn. Bốn vú đều. Đó. Chân móng đồ hoàn thiện hết các bạn. Chân móng đồ hoàn thiện hết. Bò mẹ bơm 3B được 1 tháng 27 ngày các bạn. Bò mẹ bơm 3B được 1 tháng 27 ngày. Mẹ cái rúng nè các bạn không? Rúng dài nè. Đó, yếm dày bò Hà Đồng nha các bạn. Ăn uống rất là giỏi các bạn. Ăn uống rất là giỏi các bạn. Bơm 3B được 1 tháng 27 ngày lứa thứ 3 nha các bạn. Đó, bò mẹ con này thì chủ báo giá là 36 triệu các bạn. 36 triệu bò mẹ con được xin. Chủ báo giá là 36 triệu các bạn. Mẹ chân móng đồ hoàn thiện hết, sái tích bà mẹ nghiêm chỉnh hết các bạn, không lan giá nha. Được xin các bạn. Đó, được xin, sái lưng thì nghiêm chỉnh các bạn nhưng mà không có sái mặt nha. Đó, ú nút. Đó, mẹ này mát sữa cực kỳ luôn các bạn. Đó, được xin ú nút luôn các bạn ha. Cao 1m08 bò. Không sái mặt, sái lưng thì nghiêm chỉnh. Giá 36 triệu bộ mẹ con này các bạn, 36 triệu. Bà mẹ bơm 3B được 1 tháng 27 ngày là lứa 3. Anh em là bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò mình comment dưới màn hình video các bạn. Rúng này các bạn không, chân móng nè hoàn thiện hết các bạn, sái tích đồ nghiêm chỉnh các bạn. Bộ mẹ con Hà Đồng, mẹ cao 1m26 bò các bạn. Đây là bộ mẹ con tiếp theo. Đó, mẹ con được xin luôn các bạn. Bộ tiếp theo mẹ con được xin luôn nè các bạn. Bò mẹ cũng cao 1m26 bò các bạn. Bò mẹ cũng cao 1m26 bò, vẫn được xin cao 9.8 các bạn. 9.8 được xin các bạn không? Chân móng nè hoàn thiện hết, cao 9.8, bạc gu. Sẽ mặt thì nghiêm chỉnh các bạn. Con được con này là hai sái lưng nha các bạn. Mẹ thì sái tích nghiêm chỉnh. Dẫn được xin là lứa nhì, giá 32 triệu các bạn, giá 32 triệu. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình các bạn. Mẹ rúng yếm nè, bốn vú đều nè, chân móng được hoàn thiện các bạn. Cao 1m26 bò. Dẫn được xin là lứa nhì, được xin cao 9.8. Mẹ sẽ mặt sẽ lưng đồ nghiêm chỉnh hết các bạn, không lan giá nha. Cao 1m26 bò. Chặn bò Hà Đồng các bạn. Giá 32 triệu bộ mấy con này các bạn, 32 triệu. Sái tích đồ nghiêm chỉnh, rúng yếm đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Yếm dài cui các bạn, rúng dài các bạn. Bốn vú đều. Dạng bò Hà Đồng các bạn rất là dễ nuôi nha, lông đuôi một chùm các bạn. Chân móng đồ hoàn thiện, bộ mấy con này thì chủ báo giá là 32 triệu các bạn, 32 triệu. Bò mẹ sái tích nghiêm chỉnh, bốn vú đều nè, hoa đen nè các bạn thấy không, rúng dài yếm dày, sẽ mặt sẽ lưng được nghiêm chỉnh. Được xin này, sẽ mặt đồ là nghiêm chỉnh nè các bạn, nó hai sẽ lưng nha, cũng ú các bạn. Mẹ mát sữa cực kỳ luôn, uống nút luôn. Giá bộ mẹ con này chủ báo giá là 32 triệu các bạn, 32 triệu. Bò Hà Đồng ăn uống rất là giỏi các bạn. Giá 32 triệu bộ mẹ con này các bạn. Được xin nè, hai sái lưng nha các bạn. Mẹ sái tích đồ là nghiêm chỉnh hết. Mẹ hiệu quyền bò, rúng dài yếm dày, lông đuôi thì một chùm. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình video các bạn. Bốn vú đều nè, chân móng được hoàn thiện nè các bạn. Mẹ cao 1m26 bò, con cao 9.8. Bò mẹ vẫn được xin lứa nhì, giá 32 triệu. Mẹ sái tích nghiêm chỉnh, được xin sái mặt thì sẽ đúng, hai sái lưng. Giá 32 triệu các bạn, 32 triệu. Bò mẹ không lăn giá chỗ nào nha các bạn. Dạng bò Hà Đồng nè, ăn uống rất là giỏi các bạn. Dạng bò Hà Đồng ăn uống rất là giỏi. Anh em là bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn. Đây còn bộ mẹ con được xin các bạn, được xin này cao 1m08 các bạn. Được xin hai sái mặt đòn dài, mẹ sái tích nghiêm chỉnh. Bộ mẹ bơm 3B được 1 tháng 27 ngày là lứa 3. Vẫn được xin là lứa nhì,
giá 36 triệu bò mì con này các bạn, 36 triệu bò mì con này các bạn. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò, mình comment dưới màn hình video nha các bạn. Và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.